biết bao kỷ niệm bên sông dài Phù Sa bát ngát, chiều quê xanh mát lúa vàng đồng câu hát giao thế, thổn thức chim quyên bên sông chờ nắng nghiêng con nước, mộng mơ chiều vàng cầu ô thước hẹn ước mai sau. Với bao kỷ niệm lúc đôi mình ngồi bên hiên giang, tình ai sâu lắng với kỷ niệm bông trắng thương ngày, giọt nắng trên tay đến bao giờ đắm say hương tóc, ơi lý chung tình để ai khóc một sớm chiều nhường. Trong ngóng một người năm ấy hẹn ước nên duyên, ơi mỗi cánh chim quyên xót xa buồn suốt đêm thao thức, rừng rực nỗi lòng sầu ai hát rằng ly chung biết bao kỷ niệm nhớ. À, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh âm thanh Bãi HD. Và cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi những video clip thường xuyên của bên cửa hàng. Và mỗi khi có những cái sản phẩm mới thì bên cửa hàng đều tiếp tục cập nhật cho anh em bằng những cái video clip thông báo những cái sản phẩm hàng đi hàng về. Và bên cạnh đó thì nhiều khi thì bên cửa hàng sẽ có những cái chương trình dọn kho thanh lý xả hàng cho tất cả anh em. Với anh em đã đăng ký kênh thì anh em sẽ được cập nhật những cái video thường xuyên của bên tôi và cái giá cả tham khảo để anh em có thể tham khảo chi tiết trên video clip. Và thường thường thì cửa hàng tôi sẽ báo giá cho anh em ở cuối video. Anh em xem video clip thì chưa có nhu cầu mua thì anh em có thể ủng hộ kênh bằng cách nhấn nút like, đăng ký kênh. Cũng cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều nhé. Và trong video clip này thì ngày hôm nay bên cửa hàng tôi có về hai cái mẫu cục đẩy JD, một trong những cục đẩy thương hiệu của Tây Ban Nha. Và đây là những cái mẫu cục đẩy hàng hiếm và nó là một trong những thương hiệu đình đám trong lĩnh vực âm thanh. Với dòng này thì để anh em hát karaoke nghe nhạc đều hay, bởi cái phân khúc những chiếc cục đẩy này thuộc phân khúc tầm cao anh em nhé. Và với thương hiệu JD thì bên cạnh đó có những cái dòng loa JD từ những cái bát 25 đến bát 30 thì được anh em săn đón rất là nhiều. Ngày hôm nay thì về cho anh em hai cái mẫu, một cái mẫu là JD 450 với công suất 450W ở 8 ohm và JD 850 công suất 850W ở chế độ 8 ohm trên một kênh. Và với dòng sản phẩm này thì anh em cũng rất là ít khi bắt gặp những cái sản phẩm chiếc cục đẩy mà nó có kim lọc nguồn. Anh em thấy trên màn hình thì tôi đã mở nắp ra thì đây là những cái lọc nguồn của nó. Thì ngoài cái chất âm hay ra thì nó sẽ lọc nguồn điện cho anh em, tiếng nó sạch hơn. Với dòng này thì anh em đã biết rồi, bên cửa hàng khi test nhạc cho tất cả anh em đấy thì cũng dùng duy nhất một cái dây tín hiệu nữa, dây 3,5 kết nối trực tiếp từ máy tính, điện thoại, tivi và ra cục đẩy và thông qua một đôi loa luôn. Thì anh em đã biết là chất âm mập của nó rất là hay. Và với anh em muốn sưu tầm những cái dòng này và để cho mình đặt trên tủ kệ gia đình thì cái dòng này thì nó thuộc dạng rất là đẹp rồi. Bề ngoài thiết kế cho anh em size hay u, mặt phay nhôm và hình thức của nó rất là vuông thành sát cạnh. Ngoài ra thì ở sau đẩy của nó thì nó sẽ có hai cái lỗ cắm thông qua cái quản lý nguồn thì anh em có thể đấu vang vào đấy hoặc đấu thêm một số các thiết bị trong bộ karaoke thì nó kiêm như một cái lọc nguồn cho anh em. Với đẩy bãi của JD thì nó là một trong những phân khúc để anh em sưu tầm rất là nhiều. Ngày hôm nay thì bên cửa hàng tôi có về hai mã cho anh em và sẽ thông báo lần lượt quay sản phẩm cho anh em và cũng như là báo giá chi tiết cho tất cả anh em. Thì anh em xem video clip thì anh em có thể tham khảo trên video clip nhé. Đầu tiên thì anh em sẽ đi về cái con JD 850. Với dòng này thì anh em có thể đánh được hai cặp loa bát 40 con 76 chơi gia đình. Tiếng con này cực kỳ hay anh em nhé. Anh em thấy là mặt đằng trước của nó thì thiết kế cho anh em size hay u, mặt phay nhôm rất là đẹp, phay CNC. Với dòng này thì qua 5 tháng thì nó vẫn đẹp. Oxy hóa cái dòng nhôm này rất là khó anh em nhé. Dòng mặt phay nhôm thì anh em có dùng 10 năm, 20 năm thì mặt nó vẫn như vậy. Nên là cái này nó là một cái điểm nhấn để anh em có thể
sử dụng những dòng đáy này mặt mũi rất là đẹp. Hai cái chiến áp thì rất là xịn sò cho anh em, hai chiến áp bi rất là nhạy, thì bề ngoài cũng rất là đẹp rồi. Thì tôi đã mở nắp rồi thì mời anh em vào tham khảo nội thất bên trong nhé. Với dòng này thì nó thiết kế cho anh em rất là khoa học. Đầu tiên là một quả nguồn rất là to để anh em có thể thấy được công suất của nó lớn, thì cái quả nguồn nó cũng chiếm một cái vị trí rất là quan trọng. Bên cạnh đó thì con này thì nó sử dụng lên tới 8 tụ là nguồn và tụ của nó lên 80V. Anh em với dòng này thì được bên cửa hàng tuyển chọn rất là kỹ cho anh em. Và nó sử dụng một cái mạch class cho anh em. Mạch class thì nó sẽ sử dụng một cái hộp này, trong một cái hộp này, và nó khuếch đại công suất thông qua nguồn biến áp và thông qua phần lọc nguồn. Ở cái này thì nó rất là nhiều các model cho anh em, và nó có từ đời 350W đến 1300W, và nó đánh dấu đen anh em thấy là 850W trên một kênh. Hàng rất là đẹp cho anh em. Thì bên cạnh đó thì anh em cũng biết là đây là nó sử dụng những chiếc lọc nguồn của Hàn Quốc, Design by Korea, những chiếc lọc nguồn. Với lọc nguồn thì này thì nó chạy cho anh em điện 220V 10A và đây 20A nhắn nhé, chạy 20A và nó lên đến 2000V. Để quay cho anh em về đằng sau nhé. Con này thì nó sẽ sử dụng tích hợp cho anh em hai cái lỗ rắc để anh em có thể cắm loa này, cắm vang, thiết bị vang hoặc là nâng tiếng vào đây. Nó kiêm nó thông qua lọc nguồn ở đây. Và bên cạnh đó thì anh em biết là nó sử dụng nguồn rời cho anh em. Và đầy đủ các chế độ đầu vào này, có đường link này. Đây là cái độ nhạy của nó nhé, anh em để 0 dB là độ nhạy cao nhất. Và các chế độ đánh variety setting cho anh em. Nói chung là những đẩy của JD nó rất là chất anh em nhé. Quay rất là sát cho anh em đây. Con này con 450 cũng vậy anh em nhé, 450 cũng vậy. Hàng thì được bên cửa hàng tuyển chọn cho anh em rất là kỹ. Con 450 này thì cũng quay cho anh em luôn. Đấy. Con 450 thì nó sử dụng tụ 50V và cái lọc nguồn của nó bé hơn anh em nhé. Lọc nguồn cũng design Korea và nó có cái hộp để bảo vệ nguồn. Cũng sử dụng 8 tụ cho anh em. Và trên này thì nó ghi là 450W anh em nhé. Con này thì rất là khỏe, tiếng rất là hay. Thì ngày hôm nay tiếp tục cập nhật cho anh em một số các dòng cục đẩy Tây Ban Nha JD, mà cái mã JD 450 và 850 kiêm lọc nguồn. Thì anh em có quan tâm thì anh em có thể tham khảo video clip này thì tôi sẽ báo giá luôn nhé. Với chiếc cục đẩy này thì hàng nó không hề rẻ anh em nhé, hàng không hề rẻ. Những chiếc cục đẩy này anh em muốn sưu tầm, giá của nó là 5 triệu anh em nhé. Và những chiếc cục đẩy JD 850 giá là 7 triệu. Anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp tới Âm Thanh Bãi HD qua số máy 0396 855 89. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhé. Hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo.